Hello hello, hôm nay là ngày thi đầu tiên của tất cả các bạn. Không biết anh em 2K2 có làm được bang các bạn nữa. Mình rất hy vọng khi tất cả anh em 2K2 mà xem clip này thì các bạn hãy comment cho mình biết rằng là các bạn có làm được bài không nhá. Và mình xin chúc tất cả các bạn làm bài bình tĩnh, tự tin. Dù chuyện gì đi nữa cũng sẽ có bigger bếp. Và ngày hôm nay mình gửi gắm cho tất cả các bạn một trận đấu siêu phẩm, đó chính là Zena đi rừng. Và hình như hầu như mình thấy rất ít người chơi Zena đi rừng, nhưng các bạn đều biết được rằng nếu các bạn để ý ở các stream, ở các đánh thách đấu ấy, thì Zena đi rừng là một cái hiện tượng nó rất là hot. Và hầu như nó rất mạnh. Zena thì tuổi thọ của Zena chơi game tầm khoảng 13 phút đổ về thôi. Nó không được lâu, nhưng 13 phút đấy nó làm được rất nhiều điều cho team của mình. Đấy là cái điều thứ nhất. Cho nên là ngày hôm nay mình gửi gắm cho tất cả các bạn một clip Zena nó siêu phẩm. Và mình hướng dẫn các bạn cách chơi, cách đe đầu game như thế nào để hiệu quả. Khi các bạn cầm Zena đi đường, đi đường rừng ấy, thì chúng ta sẽ phải ép giao tránh từ đôi đến cuối. Lấy từ cái bộ chiêu thức là nó có 6 hay 7 chiêu thức để đe được Zena đâu game. Vào cái thể Snowball thì chúng ta sẽ chiến thắng. Tất nhiên Zena 13 phút về trở về đi thì nó sẽ yếu dần, nhưng các bạn đừng quên rằng chúng ta còn tính chất đồng đội nữa. Đấy, thường thì mình hướng dẫn tất cả các bạn cách chơi gọi là một binh gánh tím ấy, thì mình sẽ không phụ thuộc vào đồng đội. Nhưng để mà xét đi cho cùng ấy, thì tầm 13 phút trở đi thì đồng đội bên xanh thì cũng phụ thuộc đồng đội rất là mạnh. Nhưng cái quan trọng chúng ta chơi là phải gánh tím. Chẳng hạn thương thì mình... cái anh ba đúng này anh chơi ác thế. Đấy, chiêu 2 nhá. Zena sẽ có hai cái kiểu combo truyền thống và kiểu combo mình sẽ hướng dẫn các bạn đúng hai kiểu combo này. Các bạn biết cách combo cần Zena này, các bạn sẽ rất bảo đạo. Thứ nhất, mình sẽ có một combo lần lướt chiêu 1 lên trước. Khi chiêu 1 của biểu tượng Zena này áp sát được vào lính hoặc vào tướng thì nó sẽ được hồi chiếu 1 thêm một lần nữa. Thì chúng ta sẽ combo như thế này: lướt chiếu 1 lên, dùng chiếu 2, sóng chiếu 1 để làm gì ạ? Để chúng ta kích hoạt cái trạng thái cấm lặng. Khi kích hoạt được trạng thái cấm lặng ấy thì chúng ta sẽ kích hoạt chiếu 3 nhé. Đấy, cái nội tài khi nó chưa bật chiếu 3 lên thì các bạn phải kích hoạt được cái nội tài cấm lặng của nó. Đấy, các bạn mình sẽ combo từ từ các bạn thấy nhé. Mình sẽ lướt chiếu 1 lên hoặc chiếu 2 trước, chiếu 1 thứ tuy. Đấy, mình sẽ chiếu 1 lên này, chiếu 1 đến trục người này. Rồi, tiếp này, chiếu 2 lướt đến chiếu 3 này. Đấy, các bạn thấy chưa? Cách combo của Zena ấy thì khi chưa bật chiếu 3 thì các bạn phải làm như thế nào để kích hoạt được cái cấm lặng. Bởi vì cấm lặng của Zena là cái lượng đám chiếm được 80% cái lượng máu của team địch đó. Đấy, khi Zena, khi các bạn chơi được vị tướng Zena ấy, các bạn cứ ở đâu giống như các bạn các vị tướng bốc tơ vân lái hay các vị tướng sát thủ mạnh đầu game ấy, thì Zena cũng như vậy. Chỉ cần Zena có mặt ở giai đoạn đầu game ở đường, chỉ cần đánh nhau là win. Bởi vì các bạn phải hiểu là cái tính chất tướng Zena nó chênh lệch các vị tướng khác ở giai đoạn đầu game rất nhiều thôi. Khi các vị tướng khác chỉ cần so sánh thôi, các vị tướng khác sẽ có 3 chiếu, nhưng đổi lại Zena nó có đến tầm 6 chiếu, 5 chiếu, 6 chiếu các bạn. Cho nên đó là một cái lợi thế mình chưa cần nói là cái lượng đám là như nào. Nhưng đến từ khống chế cứng có này, cấm lằng có này, sát thương to cho đầu game, thì Zena là một vị tướng mình muốn khuyến tất cả các bạn nếu muốn leo rank thì Zena là một vị tướng hợp lý. Đấy, cho nên cách combo của nó sẽ có hai combo đặc trưng. Thứ nhất là combo chiếu 2, xong lướt chiếu 1. Làm như thế nào để các bạn sẽ đánh được 5 lần vào tiến địch? 5 lần là kết hợp cả chiếu thức các bạn nhá. Mỗi lần chiếu thức thế này sẽ được cầm một lần nổi tài lướt chiếu 2. Chiếu 2 mà trúng tầm khoảng 1 giây thì nó sẽ được kích hoạt và đánh thương nữa, thì nó sẽ kích hoạt được cấm lặng. Và chúng ta sẽ kích hoạt chiếu 3 các bạn nhá. Đấy, cách combo nó như vậy. Combo khi các bạn kích hoạt chiếu 3 rồi thì chúng ta sẽ dùng kích hoạt chiếu 2 để hất tung, để làm choáng nó nhá. Đây, kích hoạt chiếu 3 này. Từ từ bình tĩnh. Ui giời, không kịp các bạn kìa. Đấy, cho nên là thường khi giai đoạn đầu game Zena chỉ cần ngổ đao tri hôn thôi là một combo nó có thể giết chết được một người rồi. Nó mạnh như vậy. Khi chúng ta chơi game, chúng ta có đều phân tích và chúng ta đều hiểu mà. Giống như các bạn chơi bất kể một vị tướng gì, chúng ta phải biết được vị tướng này điểm mạnh như nào chúng ta chơi. Chẳng hạn như là Nakaroth thì điểm mạnh như nào chúng ta sẽ chơi theo một đa dạng đấy. Không phải nhất thiết cứ anh Cương ơi, anh hướng dẫn cho em cách chơi di chuyển đường của mỗi vị tướng. Cách di chuyển đi rừng phải gánh như thế nào hoặc di chuyển như thế nào, cái đó thì mình rất khó trả lời. Bởi vì cái tính chất của mỗi vị tướng, chẳng hạn như là mỗi vị tướng sẽ chơi đa dạng khác nhau. Chẳng hạn khi các bạn chơi xạ thủ late game thì chúng ta ưu tiên cái việc đầu tiên là sẽ phá và hạn chế giao tránh. Còn nếu chúng ta chơi những vị tướng sát thủ ở đầu game mạnh, late game yếu thì chúng ta sẽ tập trung vào combat đánh nhau đầu game. Khi các bạn cầm Zena đi rừng thì mình luôn hướng tới cho tất cả các bạn cách chơi Zena áp sát. Và các bạn có thể thấy từ đầu game đến dư mình không đi đâu ở ngoài đường rồng. Và các bạn biết rồi, phiên bản này đường rồng là cái phiên bản
giống như cái thời mùa 1, mùa 2 ấy, thì giống như là combat đường rồng ấy, thì các bạn ăn được rồng thì các bạn kiếm được 80%, 70% là đầu rồi. Những phiên bản này các bạn chỉ cần win đường rồng. Win đường rồng nhá. Phiên bản trước là ăn rồng, chứ chưa nói là combat đâu nhá. Những trận đấu này à, phiên bản này các bạn chỉ cần combat đường rồng win thì có 80% trong trận đấu rồi. Đấy, cho nên là ưu tiên phiên bản này hầu như đánh late game rất là ít. Thường thì nó sẽ kết thúc một trận đấu trung bình tầm 14 phút. Thì Zena là một vị tướng phù hợp ở phiên bản này. Và mình muốn gửi gắm ổi cho các bạn thấy chưa? Các bạn thấy chưa? Đấy, mình sẽ có hai combo và tùy lúc mình sẽ combo một chiếu một trước hoặc là chiếu hai trước các bạn nhé. Theo mình thấy combo chiếu một trước thì nó sẽ an toàn hơn rất nhiều khi các bạn quăng chiếu hai. Nếu các bạn quăng chiếu hai trước mà xịt thì chúng ta phải đổi lại là đánh thương thêm hai cái mới kích hoạt cấm lại. Đấy, cho nên là mình luôn luôn hướng dẫn tất cả các bạn những cái nó tốt nhất thì mình muốn gửi gắm cho toàn thể tất cả các bạn. Và các bạn đừng quên rằng hiện tại thì có rất nhiều người mạo danh cái shop nick của mình ấy. Cho nên là nếu các bạn nào muốn tìm một nơi uy tín để gửi gắm mua nick thì các bạn đừng quên rằng vào shopmuosuong.vn các bạn nhé. Shopmuosuong.com là lừa đảo các bạn ạ. Đấy, cho nên là chỉ có một địa chỉ uy tín duy nhất đó chính là .vn nhé. Shopmuosuong.vn là địa chỉ uy tín để tất cả mua nick. Và các bạn đừng quên là ủng hộ giúp mình một nick nếu các bạn mua các bạn nhé. Hoặc giới thiệu bạn bè đến mua, bởi vì là khi tất cả các bạn mua nick lỗi ấy thì hầu như là không có lỗi đâu. Nhưng nếu ví dụ có lỗi thì các bạn chỉ cần nhắn tin vào fanpage hỗ trợ shop mơ sướng, nhân viên sẽ đẹp nhiệt tình cho tất cả các bạn. Đương nhiên nếu mà nick mà lỗi do bên mình ấy thì mình sẽ đầu tiên sẽ đền lại tiền cho tất cả các bạn là điều đầu tiên. Cái điều thứ hai là sẽ tìm lại cái nick đấy cho tặng các bạn luôn. Ví dụ các bạn mua cái nick 200.000 thì mình sẽ đền lại các bạn 400.000. Điều đầu tiên không biết lỗi do bên mình nhá. Ví dụ các bạn mua cái nick 200.000, các bạn chat ghi bằng chứng cụ thể là do bên mình bị lỗi thì điều đầu tiên mình không cần biết gửi số tài khoản của đấy cả ngay 400.000 đấy. Và tiếp theo là như nào ạ? Tiếp theo mình sẽ hỗ trợ tìm lại cái nick đấy được hay không? Được thì mình sẽ tặng luôn cái nick đấy và các bạn có luôn đấy. Để cái chính sách nó cực kỳ lời các bạn nhé. Các bạn nào muốn kiếm tiền cũng đơn giản thôi, các bạn hãy tìm những cái nick bị lỗi ở web mơ sướng, shop mơ sướng nhầm vn ấy, các bạn gửi qua đây cho mình thì đó cũng cách kiếm tiền. Nhưng yên tâm, uy tín, tạo nên thương hiệu, mình là người trực tiếp nhận mọi trách nhiệm ở trong cái shop mơ sướng đấy, nên các bạn hãy yên tâm an toàn và mua các bạn nhé. Còn quay lại trận đấu này mình muốn gửi gắm cho tất cả các bạn một cách, đó là không có cách di chuyển nào hiệu quả bằng cách đầu game chúng ta sẽ đánh nhau ở đường rồng. Và các bạn nên nhớ đường kinh công chúng ta không nên gánh đường kinh công ở dưới 5 phút nhé. Đấy, trong khoảng 5 phút đấy chúng ta hãy cắm trại hoặc ngủ ở đường rồng. Đó là cái thứ nhất nè. Khi các bạn cầm Zena đi rừng, đường rồng là cái đường ưu tiên các bạn đánh nhau. Tiếp theo, cách combo Zena sẽ có hai cách hiệu quả nhất. Đó là cách combo chứa một lướt vào người nó. Thường các bạn lướt chứa một, các bạn thả ra, các bạn di chuyển tiếp nhá, đừng nhấn chiếu, thì nó sẽ được lướt thêm một quả nữa. Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy, đơn giản các bạn. Biudo Zena rất mạnh, nhưng chỉ tầm phút 13-14 trở đi thì Zena rất yếu. Yếu ở đây không phải là thua game, mà yếu ở đây là nó sẽ không còn mạnh, không còn chống chịu mạnh nữa. Bởi vì khi giai đoạn đầu game, Zena kích hoạt chiếu bá, dùng chiếu... Khi kích hoạt chiếu bá, dùng tiếp một chiếu thì nó sẽ được giảm sát thương. Nhưng về cuối game thì team địch nó mạnh, thì cái lượng sát thương giảm nó không được dồi dào. Cho nên cả mình muốn gửi gắm đến tất cả các bạn là phút 13, chúng ta sẽ kết liễu trận đấu, sơ nâu bốn trận đấu. Đến phút tâm từ 9, thứ 10 là chúng ta có trận đấu rồi. Hầu như chơi Zena chúng ta rất ít khi kéo late game khi đi rừng các bạn nhé. Cho nên cái mình rất tự tin để mình gửi gắm được. Rồi chạy rồi, hay quá. Cho nên mình rất tự tin để gửi gắm các bạn vì tưởng Zena này. Còn build của nó thì đơn giản thôi, chỉ cần đao tri hôn và các bạn thậm chí lên tánh luôn được. Các bạn nào muốn chắc chắn đấy, các bạn nào chơi yếu thì các bạn lên tánh, còn các bạn nào combo thanh thảo thì lên full đám giúp mình các bạn nhé. Còn bảng ngọc của nó thì 10% tốc độ chạy, 100 xuyên giáp, 45 có vật lý nhá. Chúng ta sẽ tập trung xuyên giáp và tốc chạy là đó là cái tất yếu của vị tướng Zena này. Và các bạn đừng quên rằng là mình xin chúc tất cả các bạn 2k2 làm bài thật tốt các bạn nhá. Bình tĩnh, tự tin và chiến thắng, quan trọng là tâm lý thật thoải mái các bạn nhá. Rồi thì mình nghĩ là clip đến đấy thì cũng là gần kết thúc rồi. Ăn được 3 đường các bạn, bây giờ đánh như nào nó cũng win thôi. Thì cho nên là clip này thì mình chỉ gửi gắm tất cả các bạn những cái đó thôi. Tiếp theo tới đấy thì mình sẽ gửi gắm tất cả các bạn những siêu phẩm, chẳng hạn phiên bản mới này sẽ có nhiều vị tướng bị nép,
thì mình sẽ làm những vị tướng mảnh hoặc nã cà rốt bị nếp. Thì mình sẽ có một cái cách để các bạn khắc chế được vị tướng nã cà rốt khi mùa này nó yếu như thế nào, thì có sẽ có cách chơi. Rồi, và tạm biệt các bạn nhá. Chúc tất cả bạn những gì tuyệt vời nhất. Tất cả bạn ơi, mai yêu, bye bye.